À, con thổ của anh em, thổ cà lâm nghe anh em. Cà lâm hai tiếng đầu nha. Đó. Mình có làm dấu là một cách mình làm dấu rồi đó không? Đó, thổ nè, đó. Mình có bắt rồi là dấu. Đó. Con này thì rất bự con nghe anh em. Nó cà lâm 2 tiếng, 2 tiếng hoặc 3 tiếng đầu nha. Rồi. Mình đang trong AV nghe anh em. Đó, mình đang AV mình canh mình quay phim cho anh em xem nè. Đó, chim mình rất là dạng luôn nha. Chim này thả AV nhưng mà nó rất là dạng. Đúng á, đáp gì ấm sơm nhé con. Thôi. Đó. Thổ cà lâm nha. Dòng mình dòng thuốc gù anh em. Con này thì quá đẹp. Con này gì là mồi khỏi chơi anh em. Đây mình quay kỹ cho anh em xem. Con này thì hơn một năm nghe anh em, một năm mấy rồi, khoảng năm khoảng 2-3 tháng vậy đó. Ha, rất đẹp chim luôn nha. Con này thì giá 2 triệu anh em. Anh em có cầu thì có lô mình nha. Đó. Quay cận cảnh cho anh em xem. Rất đẹp chim nha.